hôm nay là quay với chồng quay chung một game show, game show 9 lần. Nhưng mà hôm nay quay chương trình Noel em mà đúng ngày 20 tháng 10 luôn, bắt tặng quà đúng không? Mình tặng 2 trong 1 đi, tặng quà Noel em nha. Sơ màu xanh mới đúng Noel, hôm nay gọi Noel mà. Nè, tặng quà 20/10 nè. Nhưng mà ghi hình là bằng chứng nha. À, có quà luôn. Đâu. Liêu, con mình con có quà. Bây giờ con nói là ngày 20 tháng 10 tặng quà, nhưng mà là bằng chứng lại ghi hình lại nha mọi người. Đây, hôm nay quay Noel, tặng quà sao cho khớp với trang phục này nha. Tặng quà Noel luôn 2 trong 1, mai mốt mai phải tặng đó. Nè. Ủa, Noel là Noel chứ tại sao Noel? Không, hôm nay quay Noel là con làm 2 trong 1 đúng không? Đi lựa cái quà Noel rất là khó. Đặc biệt là cái này không phải là tháng Noel. Để cho hợp với đồ, cởi đồ nữ trang này ra, đeo nữ trang này vô. Thôi. Rồi, đeo vô. Đeo này vô thiệt luôn á hả? Rồi, cốt tình. Trời ơi, nguyên một bộ luôn nè. Cái này trị giá 3 tỷ nha mọi người. Cái này nè, bông tay đeo cái vòng ở cái gì? Hôm nay quay quá. Hôm nay mà cố tình mặc màu xanh nha. Đây màu đỏ là cái đồng nơi em. Mà không có ai mà chỉ quen đi ra chợ hành thông tay chứ. Ba tuổi rồi chợ hành thông tay. Khoa nói cái gì? Mọi người ơi, anh Khoa. Nghĩ xong, nghĩ anh xong Khoa nói giờ. Là Khoa thách thức luôn. Khoa thách thức mọi người ra chợ tìm được đồ nơi em bây giờ. Ê, không cái bông tay xinh quá nè. Chỉ Ê, có là người đặc biệt. Ủa mà sao cái này cao cấp mà xúc họ ta cái bị ga tem nè. Trời ơi, tức dễ sợ luôn. Ủa, kì vậy? Chỉ có người cao cấp như ba mới chọn được. Thấy không? Vậy là lắp bắp, em thấy không? Lắp bắp. Chứ đó là mua thiệt, cái giờ hành không tay. Mua thiệt cho hành không tay. Mọi người đừng có tin nha, thì dù sao là Quang cũng có tấm lòng nha mọi người. Hành không tay là bây giờ là không có bán đồ Noel nha mọi người nha. Quà wow. Ủa sao mà chịu? Quà tiền bạc không quan trọng, quan trọng là tấm lòng. Đúng không? Quan trọng tiền bạc chứ. Mà hồi nãy mở miệng nghe mày nói 3 tỷ đầu tiên á. Thì em tự cho cái món quà này của ảnh tặng cho em là 3 tỷ, mình tự cho được mà. Cái giá trong đầu tim mình, em hiểu không? Mình tự quy định tiền được. Em ơi, sao chị Trâm gặp anh Quang hoài sướng quá, không có sướng nha em. Ảnh hình hạ chị dữ lắm em ơi. Ê, cái bông tai này nó đẹp nhưng mà nó nhỏ quá. Nhỏ được rồi, ghi hình nó đưa tặng mặt em bự được rồi Trâm. Mặt em bự được rồi đúng không? Ăn thua là cái mặt mình bự thôi đúng không? Nãy ăn chưa có chặt khói cho em. Thật sự là ngày hôm qua, thật sự hôm nay là 20 tháng 10 thì cũng mang một chút niềm vui cho phụ nữ thôi. Và muốn chúc là tất cả các bạn chị em phụ nữ là luôn luôn niềm vui, luôn luôn hạnh phúc. Các mẹ, các bà cũng như vậy, luôn luôn hạnh phúc, luôn luôn cười rộn ràng trong gia đình mình. Hôm qua Trâm với Quang là quay tới khuya, quay tới mấy giờ? 1 giờ sáng mới về, anh Quang trở về, trời mưa tầm tã. Nghe mở nhạc buồn á, muốn rơi lệ luôn á. Cái này anh xuống em, thì anh xuống là anh đi đâu cũng mưa. Lúc mà em xuống xe hết mưa. Ôi vậy kỹ. Anh về nhà khô ráo luôn. Vậy là ông Tình cố chờ ông trời, trời, trời cố tình. Ông trời cố tình. Ông trời cố tình. Ông trời cố tình làm mưa cho hai đứa mình. Mưa mà không thấy đường lái luôn, mọi người muốn quăng xe luôn á. 1 giờ đêm hai đứa đi thu. Anh ơi, cái này đeo vô cổ anh. Đeo vô tay em bớt lại. Xong đeo vô cổ xong công dắt đi cái thằng đó. Giống như con gì. Hai chồng này mà về nhà chắc vui lắm ha, ta hai chồng nói. Hôm qua tụi anh hôm qua tụi anh nói nhiều ghê hồn luôn á. Mà vô được cái là ở ngoài rất nói nhiều, mà hôm qua vô phòng thu hai đứa không dám mở miệng. Vì hát dở quá. Hát dở quá. Người ta thu có 1 tiếng đồng hồ xong hai đứa thu từ mấy giờ. Quay chương trình dành cho mình trẻ em đồ coi nữa đó, Trâm em làm cái gì? Em tính đấy đó đeo đâu? Em đeo lỗ tai. Hôm qua tụi mình đi từ lúc mấy giờ? Từ 6 giờ rưỡi đúng không? 6 rưỡi tối. Chương trình này sang lắm. Tới 1 giờ sáng rồi xong. Đọc vé đồ. Chương trình của tôi sang lắm nha. Chú chú được không chú? Được nè, thầy gắn xích lên, gắn xích lên. Coi cái nắng chiều của thầy mê quá. Gắn xích lên. Đó. Đó được nè, được nè, không phải được nè. Yeah, quá rồi, sớm quá. Sớm đâu, giống như là cái gì đó, mấy tuần cổ đó. Uống kia được nha chị hả, qua đây đi, chị cho cái chai nè. Nói chung là cũng cảm ơn anh Quang, đây là món quà đầu tiên mình được nhận trong ngày 20 tháng 10. Bao. Wow. Dễ thương không? Hợp với bộ đồ trời. 01228. Vô luôn kia lắc cái tiện nó rớt. Bây giờ em phải giơ cái tay em dài quà luôn nè. Em lắc cho người ta thấy là em biết là có quà. Đúng rồi, em giơ cái tay thêm đừng giơ cái mặt bật bự quá. Mà đẹp mà, đẹp. Cái mặt này mặt rất là hiền dịu nha mọi người. Đó.
Còn mắt này nào người ta kêu mắt đưa tình. Anh nói giờ nói mặt em mập. Anh đâu có nói mặt mập đâu. Mặt em hơi hơi có góc cạnh chút xíu. Nhưng mà cái bông tai này nó nhỏ, sao chỉ có mặt em. Cái mặt em nó bự. Từ nói chung là từ xa là không thấy á. Ừ. Đây là. Đây. Cái đó. Thấy đúng không ơi? Cứ chơi... Ủa bên đây nè. Đó, cứ chơi cái bông tai nhỏ nhưng mà thực sự là một cái điểm nhấn chút xíu thôi đúng không? Nhưng mà không có cây thông nào nó mọc trên lỗ tai hết trơn á. Anh giờ anh gắn ở đâu? Cái này, hãy gắn ngay cái này. Nào, đắp thiếu quá vậy. Chứ nó bự lên, tại vì em không có dây chuyền cho nên là em phải đeo. Cái áo này sao đây? Cái áo của em là không... Đúng không mọi người? Cái áo này là sẽ không đeo dây chuyền được đúng không? Cái áo này áo đã xẻ vai xéo một bên là mình không có đeo dây chuyền. Nó rườm rà lắm cho cái áo đúng không? Tôi ăn sáng một cơm cháy cua gà. Còn đây này ăn sáng nè. Tức dễ sợ. Ủa em cho anh cơm cháy cua gà với lạc thì đó đem thì, đưa. Thì em bỏ lên xe cho anh sáng anh ăn sáng một cơm cháy cua gà của em đó. Bây giờ em ăn sáng cái này nè. Rồi cứ đem lạc tôm về cho mẹ chưa? Chưa. Không là tôi anh chiếm hủ rồi. Tại vì anh thấy nó ngon. Tôi thích ăn cái đó. Nè. Trời ơi. Ăn cũng được hả? Sẽ đắt gà đó. Đây gà nữa hả? Nói nghe mọi người, tí nữa hai đứa đi về đi ăn ấy đi. Em không có đi xe hả? Chờ em về tiếp cho quen. Đi ăn gì quên rồi. À quên này, ăn cái gì á? Tí về hai đứa sẽ đi ăn lẩu đi. Lẩu gà. Tối qua về một người đêm đói quá thèm cái lẩu gà tiềm ớt hiểm. Tới một quán cứ là có bán vô cuối cùng không phải gà tìm mà gà nấu ớt hiểm rồi bỏ gà xong nấu nước súp nấu nấm ăn không có vui tại vì không có đúng với khẩu vị vậy? Tại vì anh thích ăn gà tìm mà vẫn kiên quyết tháo bông tai ra tức dễ sợ không cái này nó nổi hơn cái kia em để dành em đi chơi em đeo bây giờ đeo mỗi cái một bên ha rồi giờ ông bắt đeo mỗi cái một bên nè cái màu xanh kia đâu đây nè đeo khoa đây em đeo bà khoa đây cái vui rất là đeo đi đây, em có lỗ tai à em có lỗ tai hả em có sỏ lỗ tai hả chứ sao anh hỏi em có cái lỗ tai hả ai mà không có lỗ tai anh hà trí quen anh đâu biết đâu anh có sỏ lỗ tai luôn nữa anh sợ đau không sỏ không đó có ông khoa nữa nè để có ông vợ đang khoa quay nữa cái món quà tôi tặng cho bên đây mà bên đây lấy đeo là sao mọi người ấy khoa đeo hợp hơn em luôn á ủa đâu rồi đấy, cái lỗ của em đâu rồi cái lỗ của anh bị bít rồi ủa vậy hả? Chắc là lâu quá không đeo hết. Màu trắng đẹp hơn, nổi hơn. Nó nổi hơn. Bên này bên đây mà bên đây lấy đeo mà bên đây cái lỗ bị bít trời. Ức rồi, sao vẫn đeo được chứ. Ủa sao vậy? Trắng rồi, xanh. Đây nha. Đeo được luôn hả? Cái bông tai tôi tặng cho Trâm nè. Là Trâm chê nhỏ rồi bắt đầu giờ. Nhỏ đang pha đeo nè. Em không có chê. Tôi đeo để cho nó hợp với cái Noel ngày hôm nay. Ê mà sao khoa nó đeo đẹp hơn em vậy Trâm? Hay là do cái mặt nó nhỏ? Ừ. Anh nói vậy khác gì anh nói mặt trong bờ. Anh có dám nói gì đâu nè. Mà chạy, không có nói mà chạy. Người ta một người nói mặt em bự ra đủ đau rồi. Anh có cần nhắc lại như vậy em, không ta? Em ơi, em sáng sớm em cho anh cơm cháy cho bông rồi mang cái giống gì vậy? À, bạn thấy thường lắm. Bán hàng mọi người ơi. Kể cho mọi người nghe. Đây, ăn cái gì? Đây nè. Anh Trịnh Minh Dũng. Con bé này nó giảm cân. Nó ăn rất là tội nghiệp, ăn rất là khiêm cử nè, ăn chả mực đồ này kia, ăn gà đồ ha. Giờ hộp giảm cân đâu em? Rồi xong uống thuốc giảm cân. Uống thuốc giảm cân trước. Nó ăn. Nó mỡ nó ăn mọi người. Không có. Rồi mọi người thấy không? Cho tôi ăn cơm cháy khô gà ở đây nè. Ăn cái đó. Rồi, ăn thêm hộp tóc mỡ nữa. Đó. Mà cơm cháy khô gà bỏ xe tôi không hề mua. Cô ấy bán luôn, cô ấy còn lên xe bắt tôi ăn cơm cháy khô gà buổi sáng. Đó, còn mua hộp tóc mỡ này là 170 ngàn. Ôi 180 ngàn, xin lỗi anh xem tí nào. Lố 10 ngàn. Đó, anh Trịnh Minh Dũng bán 180 ngàn. Để ăn sáng thôi đó mọi người. Tí là cô sẽ ăn hết hũ tóc mỡ này. Đó. Mở ra liền. Tóc mỡ của anh Trịnh Minh Dũng là tóc mỡ thần thánh nha mọi người. 180 ngàn tóc mỡ thần thánh đó. Đây. Đó. Đó. Nè anh. Ai thấy kênh YouTube em cũng chúc với anh chúc gì vậy? Vậy trời hôm nay lập tới kênh YouTube luôn vậy. Ôi trời ơi, cái sập nó cao lắm rồi đó Trâm. Trâm, sao ảnh không có cập nhật kênh YouTube của anh vậy? Sao bật ngạc nhiên kênh YouTube của anh vậy Trâm? Trời ơi, thôi gì anh Thảo. Đây là người anh trong nghề rất là lâu năm rồi nè mọi người. Đó, là bây giờ là đạo diễn chương trình các game show của truyền hình nha. Chuyến VTV3 nè. Đó, gương mặt thân quen nè. Rồi, thì cái này bậc thầy chính hiểu nè. Ai là bậc thầy chính hiểu nè.
rất là nhiều game show truyền hình nữa. Anh em mới làm một kênh YouTube mới được một tuần rồi mà được quý vị khán giả rất yêu thích, là gần 30.000 sub rồi. Thì anh gửi lời chúc đến kênh YouTube của em. Đây là anh Tuấn, những diễn viên trẻ mà ảnh mà thích. Bởi vì không thật mà đối với anh em vẫn là một diễn viên trẻ, trẻ tức là em rất còn rất là năng lượng, em còn rất là trẻ trung, em còn rất là sôi động đó. Thành ra rất là chúc mừng Tiến Quang đã có một cái kênh YouTube riêng của mình, và chắc chắn là các bạn sẽ đến với kênh YouTube của Hà Tiến Quang để tìm thấy ở đó những cái sức trẻ, một cái sự sôi động, một cái gì đó rất là nóng bỏng, một cái gì đó rất là vui vẻ, và nhiều cái điều các bạn có thể giải trí trong cái kênh Hà Tiến Quang. Em cảm ơn anh. Anh Thảo ơi, em mới nghe anh nói cái gì mấy đứa nhóc nhóc làm gì bậy bạ là sao anh? Kênh YouTube em á, tụi em là thế hệ trẻ, tụi em nhóc á. À nhóc nhóc. Hiểu được mà trẻ hơn tụi anh, đúng rồi. Trẻ hơn anh là đúng rồi, đúng không? Trẻ hơn anh Thảo. Thật sự là Quang là kênh YouTube của anh, thì Quang nói là chứ Quang lang thang, thì Quang muốn giới thiệu đến quý vị là những cái đời sống hàng ngày của nghệ sĩ, những cái nơi mà nghệ sĩ đi giao lưu, hoặc là những cái mà chúng ta bị lắc á. Đó. Đây là anh hai của Quang. Hello, xin chào mọi người. Diễn viên Minh Cường. À, mày rồi. Minh Cường. Nó kêu tôi, anh hai mà nó kêu lộn tên là sao? Không có đâu, cà khịa đó mọi người. Chứ nghĩ sao vậy? Anh Dương Cường. Anh Dương Cường nè. Đó, đó, theo không? Anh Dương Cường. Đó, sinh viên. Đó, Võ Đăng Khoa. Đó, Võ Đăng Khoa, theo không? Nè, mình là Châu Đăng Khoa. Hai người chúc mừng kênh YouTube mới của anh đi. Anh là em chúc mừng kênh YouTube của anh Hà Chí Quang đã được hơn 30.000 lượt sub. Chúc anh là chưa tới. Ủa vậy hả? Gần 30. Chúc anh sẽ mau được nút bạc là 100.000 lượt subscribe. Mọi người ơi, ai mà đang subscribe kênh của Võ Đăng Khoa á, nếu mà có coi được clip này nhảy qua subscribe kênh của anh Hà Chí Quang giùm nha. Cái lỗi giùm ba đi. Mình phải cố gắng trong vòng 1 tháng mình nhận được nút bạc nha mọi người. Và lời hứa của anh Hà Chí Quang là khi nào anh Hà Chí Quang nhận được nút bạc sẽ làm phim và mời Võ Đăng Khoa nha mọi người, cố gắng lên. Có sự đầu tư cũng dở thằng Khoa trong đó rồi nha mọi người. Em chưa chút cái gì luôn á, thiệt luôn á, chưa hề chút cái gì luôn. Thằng Khoa mới chút thôi à. Đây. Rồi sao xoay anh vòng vòng nhìn chóng mặt vậy? Tại vì anh xoay xoay theo là mọi người đang chóng mặt đó. Hello, Huy Cường cũng xin chúc cái kênh YouTube của Hà Chí Quang sẽ thắng được nhiều, sẽ được nhiều lượt sub, nhiều lượt xem, nhiều lượt like, nói chung là rất là nhiều. 50.000 nha, 50.000. Không, 100.000 chứ, 100.000 để lấy nút bạc chứ anh. À rồi, ok, tương lai. Dạ. Nửa tháng nữa. Nửa tháng nữa nha. Ba tuần nữa. À rồi, ok, dạ. 3 tuần nữa. Cảm ơn. Mong các bạn ủng hộ cho Út của Cường nha. Cảm ơn anh hai. À. Okay. Hello, ba Châu. Dạ. Hết hồn mà. Bạch Công Khanh, em đã bị ghi hình lúc em đang thay đồ. Bây giờ em phải gửi lời chúc cho YouTube của anh, không thì anh sẽ tung cái clip em thay đồ lên. Nhưng mà chúc về cái gì? Kênh YouTube của anh mới lập. Mới lập rồi hả? Anh lập được một tuần rồi, được gần 30.000 sub rồi. Cái gì? Em lập 10 năm rồi đó, mà cũng được có 30.000. Đây, yeah. Em gửi lời chúc đây, đây là Đạt, đây là Khoa, ở bên Bạch Công Khanh thì dưới Quang quay cũng mấy 10 năm hơn rồi. Sorry, lúc mà Khanh, không anh không lấy ở dưới đâu, em yên tâm em cứ gài đi. Đạt Khanh đang thay đồ đó mọi người. Dám quay dưới đâu. Anh cao quá à, đúng là đàn em có khác, nhỏ chân chút xíu. Không, nhỏ chân đập bờ, thấy ba nhớ nha. Đó, thiệt luôn á. Gửi lời chúc nha. Đây cho nó xem. Rồi. Chào tất cả các bạn đang coi kênh YouTube của anh Hà Chí Quang. Kênh này là Hà review Quang, về cái gì? Hà Chí Quang lang thang sẽ nói về cuộc sống của nghệ sĩ, rồi đi những cái nhà hàng, khách sạn, nói chung là đi đến những cái nơi. Nói chung tất cả những nội dung nào hay, đúng không? Đúng rồi. Chúc cho kênh của anh Quang sẽ ngày càng có thêm nhiều subscribe hơn nữa nha. Và nếu như mọi người yêu thích thì vẫn có thể qua kênh của Khanh nhấn subscribe được. Ủa anh Khanh ơi, cái này là mình đang quay chứ không phải là soi gương đâu em. Nè, em muốn soi gương đây, đây cái gương này, đó. Em sẽ soi. Đúng rồi, đây sáng hơn nè, đó. Anh ơi, anh đang quay YouTube á. Ok, các bạn nhớ nhấn ủng hộ kênh của anh Hà Chí Quang nha. Hà Chí Quang lang thang. Hà Chí Quang lang thang official. No có official. Hà Chí Quang lang thang, nhớ nhấn subscribe nha. Nhớ để nhấn vô cái chuông nữa, mỗi lần mà có cái báo clip lên nghe cái chuông nó sẽ nằm bên phải nè. Thì mỗi lần mà có cái clip mới là nó sẽ nhận được. Ủa, báo liền. Anh không hề biết luôn á. Anh không phải, có nghĩa là nhấn subscribe rồi nhưng mà anh phải nhấn vào cái chuông nữa. Tại vì nên subscribe nhưng mà không có chuông thì nó không có báo cái tiếng lên. Hay quá vậy. Mọi người ơi, cái này là bỏ lỡ cái nào không? Cái này là cái
cái góp ý của Bạch Công Khanh. Dạ. Công Khanh đã làm YouTube trước Quang rồi, giờ Khanh góp ý thì mọi người giúp Quang ha. Khanh cũng mới đây thôi, mới đây 10 năm. Thì em làm 10 năm trước rồi đó. 10 năm trước lúc mình mới quen đó Khanh. Là năm 2007 là em làm rồi. Rồi. Mà không ai subscribe chưa. Không, bây giờ các bạn sẽ subscribe kênh YouTube của Bạch Công Khanh. Dạ. Cái gì? Em cho anh gì vậy Khanh? Cái gì? Trời nghĩ sao vậy trời? Đôi dép để trên bàn ha, cái bà làm gì người ta mà cổ để cho bà đôi dép rồi mọi người. Bà dép như vậy nè, giờ nè. Trăm kim, ba trăm kim anh Dũng chỉnh lên rồi nha mọi người. Mua tóc mở nhắn tin cho anh Dũng nha. Đôi dép nè, em mang đôi dép gì kì vậy? Thì nó đắt một tí thôi mà. Đắt một tí thôi hả? Thôi để anh mua kia 5 x 2 dán lại cho. Nha, mua kia 5 x 2 dán lại cho. Cái đôi này vẫn còn mang được nên nó chỉ hở mở một tí thôi. Nè mọi người coi trăm nè. Trăm mang á, một tháng nay rồi mà nó vẫn như thế này nè. Mà bữa giờ mưa gió lũ lụt. Có ai mang dép thảm như bà Trăm không trời? Trời ơi. Trời ơi anh Quang ơi. Em mang dép đúng rồi. Không, 502 này giá sai luôn. Anh đi lựa đôi dép này, anh thích đôi giày nè. Nè Trăm. Mọi người biết không? Hôm nay Quang Noel lựa đôi giày đúng Noel luôn. Nè mọi người thấy không? Quang lựa đôi giày đúng Noel luôn nè. Đó. Mà cuối cùng hôm nay lên chương trình tuyên bố cho một câu. Em ơi vô chương trình đầu chương trình là tháo giày ra mang dép lông. Rất dễ sợ luôn. Rồi tôi mang, tôi lựa đôi giày đúng Noel nha mọi người. Dạ. Không lẽ giờ ra bán đôi giày lấy tiền đi mua dép. Tấp mở Trăm mua. Dạ, Trăm mở Trăm mua mà anh Khoa anh ăn quá trời ăn luôn rồi mọi người. Tại vì biết ra không? Hai em cố gắng ăn để cho cái mặt mình phúc hậu lên, cho nó tròn lên. Ý là nói em mặt bự á, cứ chê mặt hai mình bự hoài luôn á. Ủa, đâu có đâu. Mới nói cho thầy luôn á. Em nói gì đâu. Mặt phúc hậu. Ý là nói sao tụi anh ăn là, nhiều. Là em khen anh mặt phúc hậu, hiểu không? Mọi người thấy, thấy có hai anh Quang giống nhau mọi người. Thì đó, nhiều người nói anh giống không? Hai mình giống nhau mà. Anh lấy tay anh để anh bày. Để từ từ để em chặn bớt mấy cái thành phần tào lao quá nè. Vô cơm tầm 7, vô cơm tầm 7 chữ tại là mình chặn hết. Anh Khoa bao nhiêu tuổi? Làm gì vậy Khoa? Hả? Làm gì vậy? Anh lấy tay em để anh bày chặn. Anh để nào anh lấy ra nè. Trời ơi, anh lấy anh sờ. Trời ơi, cái gì vậy? Tớ tức hả? Tớ tức hả? Không, anh hiểu á. Anh coi nghiệp anh dễ dãi quá rồi. Em nhớ anh Khoa nhỏ tuổi hơn chị. Ủa đâu? Em sinh năm nhiêu? Anh nhiêu? Anh 94. 94, trời ơi, hello em. Trời ơi, em 91 anh ơi. Thôi, ủa? Thôi em đàn em đi ra ngoài cơ, đi ra ngoài là nhỏ quá, không được cái chuyện alo đi ra ngoài. Bởi vậy á, bởi vậy đàn em bây giờ, đàn em bây giờ nó vậy đó. Nó muốn phá máy bay không à, thiệt luôn đó. Em đi đâu vậy, lớn hay gì vậy? Mà anh Dũng còn có mực nữa, không như anh. Được không? Đi ăn tấp bở, mua tấp bở cho ta ăn. Thuốc giảm cân bắt uống. Đây là giảm cân của bà Trâm. Trời ơi, thiệt tình. Giảm cân đang sale còn 680 ngàn. Tức dễ sợ luôn mọi người thấy không, đi làm mà không quên là không quên nhiệm vụ livestream bán hàng. Thiệt luôn. À, còn uống ODB nữa. Còn nữa hả, bán chưa, nữa. Em chưa uống ODB, địch da. Bán tiếp tục bán hoài luôn mọi người, thiệt luôn. Coi lời nói tôi giống như là cái này bạn gió bay. Nè bây giờ đau bụng quá nè, bây giờ đau bụng quá Diễm. Nhức đầu quá Diễm. Đó đúng rồi, quá thần thái rồi. Cái gì nữa? Nhức nách quá. Nhức nách rồi. Nhức nách vậy nè. Trời dễ mà, nhức nách là chấm của cái này đó. Trời ơi, nhức nách. Rồi gì nữa? Rồi gì nữa? Chân quá à. Trời sáng sớm chưa có việc gì làm. Rồi gì nữa? Nhức chân. Nhức chân. Anh diễn cái này vậy. Nhức chân. Bị điện giật coi. Hả? Bị điện giật, anh diễn sao? Đi giật kỳ vậy. Thì sao vậy? Giống như anh đúng như tôi cưng vậy đó. Đúng rồi, giật cái vậy đó. Thì đó, có ngày làm nghề mà đam mê làm nghề mà chưa được bấm máy quay á. Mệt quá. Thì chờ hoài cũng được bấm máy quay. Bây giờ quay với Trăm vô quay. Nè vô đây giới thiệu một vòng phim trường cho mọi người. Trăm, em đi nhanh quá. Xe này của ai em không biết. Xe này anh Đại Nghĩa. Xe của anh Đại Nghĩa nè. Xe của anh là chiếc Quang là chiếc kia. À, xe của anh dưới kia. Đây là chú Cường nha mọi người, Trăm vẫn gọi xe chú anh là cuối cùng. Chú. Vô. Nè giờ là bị lùa như là lùa dịch vậy đó mọi người. Đó. Đó, hồi nãy thì để cho nhơi chơi giờ đã lùa dịch thì không cho ra ngoài luôn. Cửa hai lớp cửa. Thiệt luôn đó, thêm vô đây tối thui rồi mọi người ơi. Giống như đang trong lỗ đen vũ trụ vậy đó.
Đây là tụi quan thắp nhang tổ trước khi quay hình. Em chào chị. Trời ơi sao hai mít quá vậy? Em thiệt đúng không mọi người? Xin chào heo. Được rồi, bye bye mọi người đi. Vậy quá mọi người. Bye bye. Chưa nói gì trên tự nhiên bye bye. Mọi người nói gì vậy? Chưa nói gì luôn á. Về thôi được rồi, tụi mình quay. Đừng quay luôn đó. Có kênh này. Ok thôi, bye bye mọi người nha. Giờ quay qua làm một việc đây. Sân khấu rất là đẹp ha mọi người.